khoảng 19 giờ 30 tối qua ngày 29 tháng 10, tại khu vực bản dạng Co Tôm, xóm Phi Cô Y, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đồn biên phòng Trường An phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng Sơn La và phòng phòng chống 4, công an tỉnh Sơn La bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Sòng Ma Chua, sinh năm 1986, trú tại bản dạng Phi, xóm Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 3,5 kg thuốc phiện, 1 kg chất phụ gia, 1 khẩu pháo 19 và 7 viên đạn. Qua đấu tranh khai thác, Sòng Ma Chua khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới của một người đại trượng phu dân tộc Mông, khoảng 38 tuổi không rõ danh tính, mang về để bán kiếm lời. Đồn biên phòng Trường An cùng các cơ quan liên quan đã khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho cơ quan tính năng kế tiếp điều tra làm rõ.